là phía trung tâm của Tam Đảo. Đây chính là nhà thờ Tam Đảo, nằm ngay giữa chính trung tâm. Ở đây người ta bán rất là nhiều hàng quán ở đây trên đường đi lên. Du lịch được mở lại rồi, có nhiều khách không hả chị? Thứ bảy chủ nhật sẽ đông hơn đúng không? Đường đi lên nhà thờ rất nhiều các mặt hàng bán souvenir kỷ niệm ở đây. Rất nhiều món mứt nhá. Vâng, và tôi đã lên trên sân của nhà thờ chính Tam Đảo. Đây rất nhiều bạn đến chụp ảnh cưới. Đứng từ trên nhà thờ này thì nhìn ra, nhìn xuống dưới rất là nhiều ngôi nhà màu sắc đẹp quá. Nhà thờ nằm ngay giữa trung tâm, rất là cổ kính. Phật giáo Bắc Ninh, nhà thờ Tam Đảo. Đây vâng, rất nhiều các bạn đến chụp ảnh. Rất nhiều ngôi nhà lâu đài màu sắc rất là đẹp. Chợ này có rất là nhiều hàng quán bán đây. Thời tiết thì không khí rất là mát mẻ. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp nữa. Rất nhiều bạn gái xinh, các bạn gái xinh chụp ảnh đây, đẹp quá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình sau.